Tiến xin chào tất cả các anh, chị, cô, chú, bác đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc tất cả mọi người có một ngày mới an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ chia sẻ với mọi người về kỹ thuật phòng ngừa nấm bệnh sau khi mà chúng ta tiến hành ngắt đọt, bấm ngọn đối với cây hoa cúc pha lê. Đối với kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà Tiến thì thứ nhất, sau khi mà chúng ta bấm cơi ngọn cho cây hoa cúc pha lê thì chúng ta phải xử lý hai yếu tố như sau. Thứ nhất là kích thích bằng các loại thuốc bung chèo cho cây hoa cúc pha lê nó ra chèo được tốt, vươn dài và không bị lép chèo. Thứ hai là chúng ta phải phun phòng ngừa các loại bệnh về lá như là đốm lá, bã trầu. Và đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện tại thì các yếu tố bệnh này nó có dấu hiệu và lây lan rất là cao. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải phòng ngừa thêm các đối tượng về sâu rầy và đặc biệt là đối tượng là bọ trĩ. Đó, thì trong cái giai đoạn nhỏ này chúng ta bắt buộc chúng ta phải phòng ngừa thật là kỹ và đều đặn để giúp cho cái cây trồng, đặc biệt là cây hoa cúc pha lê, nó khỏe mạnh, sạch bệnh thì cây trồng nó mới phát triển được tốt. Đó. Thì đối với nhà Tiến thì hiện tại trên màn hình thì Tiến sẽ sử dụng hai loại thuốc để phòng ngừa nấm bệnh và bọ trĩ trong cái giai đoạn này. Đó là thứ nhất, đó là cái thuốc đó là Mancozeb và Arsen. Thì Tiến sẽ quay cho mọi người cùng nhau tham khảo hai loại thuốc này. Thì đây là Arsen để Tiến phòng ngừa con bọ trĩ cũng như là các loại rầy nha. Đó. Thứ hai nữa là cái Mancozeb. Thì chúng ta có thể lựa chọn các loại thuốc có chung thành phần, chung hoạt chất là chúng ta có thể sử dụng được. Đó, tại do mỗi địa điểm, mỗi nơi có bán những cái hiệu thuốc khác nhau, nhưng chung quy lại là chúng ta nhìn vào cái tên thành phần, tên hoạt chất nó tương tự, nó giống nhau là chúng ta có thể sử dụng được. Đó, chúng ta nên nhớ lưu ý điều này. Và đặc biệt trong mùa mưa thì chúng ta, cái thời gian mà chúng ta phun thuốc đó nó rất là khó khăn khi mà thời tiết mưa liên tục. Thì chúng ta nên tranh thủ khi nào có được cái khoảng thời gian thuận lợi nhất thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta phun ngừa nấm bệnh, phun ngừa sâu rầy và phun để dưỡng cây và giúp cho cây nó phát triển mọc mạp, chèo vươn được to, được dài và không bị lép chèo. Đó, thì sau khi mà chúng ta bấm cơi ngọn xong thì giống như cái video trước, Tiến đã hướng dẫn với mọi người về kỹ thuật bấm cơi ngọn đối với cây hoa cúc pha lê. Và trong video này Tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa về các lưu ý khi mà chúng ta ngắt cơi cho cây hoa cúc pha lê. Thì trong một chậu chúng ta trồng rất nhiều cây, thì trong một lần ngắt cơi thì bắt buộc chúng ta phải ngắt toàn bộ tất cả các cây trong cùng một đợt và cân đối chiều cao của các cây trong cùng một chậu. Khi mà chúng ta ngắt như thế thì các nách chèo sau này nó sẽ vươn lên một cách đồng loạt và bằng chiều cao với nhau, sẽ có được những cái chậu hoa đẹp và cân đối. Trong thời gian chúng ta ngắt cơi xong thì sau đó bắt buộc chúng ta phải phun ngừa nấm bệnh thứ nhất, thứ hai phun các loại thuốc kích thích bung chèo ra chèo được tốt để hạn chế tình trạng lép chèo, thứ ba phun ngừa các đối tượng sâu rầy và bọ trĩ, thứ tư là chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng chúng ta phải bổ sung đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng để giúp cho các cây hoa cúc pha lê hấp thụ các chất dinh dưỡng được đầy đủ, bổ sung cho cây trồng của chúng ta nó được khỏe mạnh, mập mạp, sạch bệnh. Thì đối với cái giai đoạn nhỏ này, đối với nhà Tiến thì nhà Tiến sẽ sử dụng lượng phân đó là DAP, tức là 18460 với liều lượng 1 kg phân. Chúng ta sẽ tưới cho được 1000 chậu như thế này. Và lưu ý
khi mà chúng ta tưới phân xong, chúng ta ngồi nghỉ mệt, sau đó chúng ta sẽ dùng nước để chúng ta tưới rửa cây lại, để tránh cái hiện tượng đó là cái phân mà chúng ta đã tưới đó nó dính lên lá, bám lên lá thì rất là dễ xảy ra cái hiện tượng là cháy lá, úa lá nha. Tiếng lưu ý với mọi người điều này nha. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta tưới phân thì chúng ta nên nhớ lưu ý tưới nước để rửa cây lại. Đó. Thì đối với khi mà chúng ta phun thuốc thì chúng ta sẽ phun vào cái thời gian đó là vào buổi trời mát. Nếu mà chúng ta phun vào buổi sáng sớm thì đợi dừa khô mùi sương thì chúng ta sẽ phun. Và phun vào buổi chiều thì cỡ khoảng 4 giờ chiều gì đó chúng ta ra tiến hành, chúng ta phun là vào buổi chiều mát. Chúng ta tránh hiện tượng chúng ta phun quá trễ, tức là phun tối quá thì nó sẽ xảy ra đó là cái mùi sương á, mùi sương tối nó xuống nó dễ xảy ra cái hiện tượng đó là trôi thuốc của chúng ta đã phun. Còn về chế độ phân bón thì chúng ta sử dụng phân DB, có thể chúng ta sẽ kèm thêm các loại kích rễ cho cây trồng giống như là Good 2 hoặc là cái Humic, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm các yếu tố đó về cái nano á, các dòng nano để giúp cho bộ rễ nó phát triển được tốt, nó dễ dàng hấp thụ cũng như là nó cân bằng pH. Thì có các loại giống như là cái nano bạc, nano đồng, nano khoáng. Đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta sử dụng các loại này để giúp cho cái cây trồng của chúng ta cân bằng hấp tạo bộ rễ được tốt nè, cân bằng độ pH cho giá thể thì cây trồng nó sẽ phát triển bộ rễ được khỏe, thì hấp thụ các chất dinh dưỡng nó được tốt hơn. Kèm với đó thì trong giai đoạn nhỏ này cây trồng của chúng ta nó rất là thiếu các yếu tố vi lượng thì sẽ dễ xảy ra cái hiện tượng đó là vàng lá đối với cây hoa cúc pha lê. Thì chúng ta sẽ phun bổ trợ các yếu tố vi lượng giống như là siêu vi lượng và vi lượng magie để giúp cho cây trồng quang hợp tạo chất diệp lục, thì cây trồng nó sẽ xanh lá trở lại. Đó, thì chúng ta nên nhớ những cái yếu tố này để giúp cho cái cây trồng, cây hoa cúc pha lê của chúng ta nó được sạch bệnh, khỏe mạnh, xanh lá và phát triển được tốt. Đến đây Tiến cũng xin kính chúc tất cả mọi người có một vụ mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng. Thì mọi người cũng nhớ ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì mọi chi tiết thắc mắc về kỹ thuật trồng, mọi người cứ để lại dưới bình luận, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp và nhanh chóng. Thì một lần nữa, Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.